Muan Seku xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kia Sorento phiên bản máy xăng sử dụng khối động cơ máy 2.4. Với bản em đang cập nhật cho anh chị và các bạn tham khảo là phiên bản tiêu chuẩn, sản xuất ở năm 2015, một chủ từ đầu, biển Hà Nội, đã rút hồ sơ thủ tục sang tên anh chị và các bạn làm rất là nhanh trong ngày thôi. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Tuy là bản tiêu chuẩn nhưng nó vẫn trang bị đầy đủ những tính năng an toàn như hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với đèn halogen, đèn gầm dạng halogen. Rồi là những cái tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn. Dọc thân xe thì nổi bật với bộ mâm hợp kim và cái dàn lốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày dặn. Bậc lên xuống thì được trang bị là bậc cứng anh chị nhé. Gương kính chỉnh điện tích hợp xi nhan báo rẽ. Rồi là những cái phần hệ thanh giá lóc thể thao để giúp cho anh chị và các bạn có thể chứa được đồ ở trên nóc trần. Rồi là những cái phần ốp mạ, các chi tiết giúp cho chiếc xe nhìn trông nó nổi bật và cuốn hút hơn. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm an toàn như hệ thống cảm biến cam đùi, đèn cảnh báo, gạt mưa. Đấy, cốp của chiếc xe thì nó vẫn sử dụng là cốp cơ thôi, chưa được trang bị cốp điện đâu anh chị ạ. Các chi tiết tổng quan của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn cùng tham khảo về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu. Với một cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ khi mà mình không sử dụng đến hàng ghế thứ ba anh chị nhé. Còn mà khi sử dụng đến thì cái không gian chứa đồ của chiếc xe nó bị thu hẹp lại do mình cần một cái chỗ để ngồi. Đấy, các chi tiết về keo chỉ hay là những phần con ốc đinh tán của chiếc xe em đều quay rõ đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe. Khi mua xe cũ đã qua sử dụng thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng, mình check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Trong video nào thì cũng phải cập nhật những cái lời nói như này để nhắc nhở anh chị và các bạn, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm khi mua xe về sử dụng. Với những cái phần mép lối mép cản của chiếc xe thì nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp anh chị ạ. Xe hiện tại thì em mới cho rửa dọn thôi chứ chưa là có làm gì hết cả. Tất cả là còn nguyên bản theo nhà lúc mà lấy xe từ nhà khách về thôi. Đấy, chị có thể nhìn qua giúp em từ những phần keo chỉ này, cánh cửa, rồi đến những phần bậc lên xuống được ốp bảo vệ đầy đủ. Cánh cửa thì nó sẽ có những phần bọc da và những cái chi tiết ốp nhựa giả vân gỗ và những phần má ghế ngồi của chiếc xe ở hàng ghế thứ hai chị và các bạn có thể thấy da vẫn còn rất là căng, có đục lỗ thông hơi, có tựa đầu. Rồi trần xe thì là với phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không được trang bị cửa sổ trời và cái không gian ngồi của nó cũng khá là rộng rãi anh chị nhé. Tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể cùng tham quan qua. Đây là những cái phần chi tiết về phần cánh cửa, keo chỉ, đinh tán của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo và đánh giá cùng cảm nhận với em về chất lượng của chiếc xe. Với bản này thì nó sẽ không được trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống nhớ ghế. Nó chỉ có trang bị chức năng ghế ngồi chỉnh điện thôi. Đấy, từ những cái phần má ghế đến nòng ghế của chiếc xe. Một chiếc xe sản xuất 2015, lăn bánh quãng đường 80.000 km, chất lượng ghế ngồi của chiếc xe còn như thế này. Anh chị và các bạn xem nó có tương xứng với số km của chiếc xe hay không? Mình có thể cảm nhận qua về chất lượng của chiếc xe anh chị nhé. Và xe thì cũng được trang bị cho anh chị và các bạn như là chìa khóa điện, gương kính chỉnh điện, ghế điện, điều hòa tự động, ba dàn điều hòa, màn hình cam đùi cảm biến đầy đủ, có giới hạn tốc độ, rồi là hệ thống chỉnh đèn gạt mưa phía sau. Tất cả các phím bấm chức năng của chiếc xe thì vẫn còn rất là rõ ràng. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe. Với cỗ động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là khối động cơ máy xăng 2.4. Cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm di chuyển trong phố hay đường trường của chiếc xe nó vẫn mang lại cái cảm giác lái tốt. Với kết hợp của chiếc xe thì đâu đấy của chiếc xe nó khoảng 10 lít gì đấy. Đây là những cái chi tiết về phần ốc bản lề và thanh rằng mấu nối của chiếc xe anh chị và các bạn có thể cùng cảm nhận và kiểm tra xem nó có bị đâm vai không. Đấy, tốt nhất thì mình lên mang vào hãng, lịch sử nó sẽ rõ ràng hơn. Cũng như là anh chị và các bạn có thể nắm bắt được cái thời điểm tiếp theo của chiếc xe mình cần thay thế những gì. Và để mình có thể là cân nhắc lựa chọn anh chị nhé. Với cái mức giá bán của chiếc xe Kia Sorento phiên bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2015
Một chủ từ đầu biển Hà Nội hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá chỉ có dưới 430 triệu thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn.